hướng dẫn viên Việt Nam trong vụ 6 người bị đầu độc ở Bangkok bị bắt. Va chạm với xe đầu kéo, tài xế ô tô tử vong tại chỗ. Hà Nội, đám cháy tại quán bar ở phố Phó Đức Chính bùng phát trở lại, 3 người bị thương. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nhóm 6 người Việt tử vong nghi do đầu độc tại một khách sạn hạng sang ở thủ đô Bangkok hồi giữa tháng 7 vừa qua. Trong ngày 16 tháng 8, theo tờ Matichon của Thái Lan, cảnh sát nước này đã đột kích vào một khách sạn ở Bangkok để bắt giữ ông Phan Ngọc Vũ, hướng dẫn viên trong vụ án trên, vì hành nghề hướng dẫn viên trái phép. Cũng theo tờ Matichon, cảnh sát Thái Lan đã theo dõi ông Vũ một tháng nay trước khi bị bắt giữ tại một khách sạn ở Soi Rang Nam, quận Ratchathewi, Bangkok. Bên cạnh cáo buộc là người hướng dẫn viên trái phép và vận hành doanh nghiệp lữ hành trái phép, ông Vũ còn bị điều tra về tội làm việc tại Thái Lan mà không có giấy phép lao động. Ông này được đưa đến sở cảnh sát Paya Thái để tiếp tục điều tra. Theo tờ Matichon, ông Vũ cũng là nhân chứng cung cấp thông tin điều tra cho vụ 6 người Việt bị đầu độc ở Bangkok. Cụ thể, ngày 16 tháng 7, cảnh sát Thái Lan phát hiện 6 người này đã tử vong tại phòng sau khi nhận tin báo từ nhân viên khách sạn. Qua khám nghiệm hiện trường, các nạn nhân được cho là tử vong vì ngộ độc cyanua có trong trà. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác định nghi phạm đã đầu độc và sát hại nhóm người Việt là bà Sirintrong, 56 tuổi, người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ. Bà Trông đã xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần, lần nhập cảnh gần nhất vào ngày 5 tháng 7. Bà Trông là một trong 6 người tử vong tại phòng khách sạn. Kết quả kiểm tra lối ra vào phòng khách sạn của cảnh sát cho thấy không có người ngoài nhóm liên quan. Ngoài bà Trông, 4 nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam gồm Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Thanh Hồng, 49 tuổi, Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi và Trần Đình Phú, 37 tuổi. Một nạn nhân mang quốc tịch Mỹ là Đặng Văn Hùng, 55 tuổi. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo và ô tô con khiến một người tử vong tại chỗ, trong ngày 16 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp điều tra nguyên nhân của vụ việc trên. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, xe đầu kéo biển kiểm soát 72H001XX kéo theo sơ mi rơ móc biển kiểm soát 72R022XX do anh TTP sinh năm 1993 ngụ tại xã An Nhất, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển, lưu thông trên tỉnh lộ 765 theo hướng từ xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, đi xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khi đến km 25+300 tỉnh lộ 765 thuộc xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì va chạm với xe ô tô con 5 chỗ biển kiểm soát 72A678XX do anh LDH sinh năm 1994 ngụ tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Lực va chạm mạnh khiến ô tô 5 chỗ hư hỏng toàn bộ phần đầu xe, văng ra xa hàng chục mét, rơi xuống ruộng lúa ven đường. Anh LDH rơi khỏi xe, tử vong tại chỗ. Xe đầu kéo hư hỏng phần cabin. Nhận tin báo, lực lượng công an huyện Châu Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy xuất phát từ một quán bar tại địa chỉ số 67 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Cơ quan chức năng cho biết, khu vực cháy được xác định đang trong quá trình sửa chữa. Do chứa nhiều đồ vật dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh, bốc lên cao cùng khói đen. Trước đó khoảng 19 giờ, lửa bùng phát từ tầng 2 của quán bar ở số 67 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Quán bar cao 2 tầng, tầng trên lợp mái tôn. Quán đang tạm đóng cửa để sửa chữa. Lửa bùng phát mạnh, lan rộng ra xung quanh, khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân hoảng sợ. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều khoảng 10 xe chữa cháy, huy động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương thực hiện các phương án chữa cháy, cứu nạn. Phố Phó Đức Chính có 2 làn đường, các phương tiện chữa cháy dễ dàng tiếp cận. Cảnh sát đã phong tỏa 2 đầu đường để phục vụ việc chữa cháy. Đến 21 giờ, khói lửa vẫn bốc ra từ trong quán bar. Nhiều chiến sĩ mặc áo chống cháy, đeo bình oxy, leo thang tiếp cận từ phía mái tầng 2 của quán. Địa điểm xảy ra cháy được làm toàn bộ bằng mái tôn kiên cố, nên lực lượng chức năng phải phá cửa để vào bên trong dập tắt đám cháy. Đến 21 giờ 37 phút, ngọn lửa bùng cháy trở lại khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tới khoảng 21 giờ 45 phút, toàn bộ phần mái tầng 2 khu vực xảy ra cháy đổ sập. Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực phun vòi rồng dập lửa. Để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, Ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch tạm sơ tán người dân từ ngã ba Phó Đức Chính, Ngũ Xã đến khu vực giáp với trường trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi đến nơi an toàn. Tới hơn 22 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, hiện chỉ còn khói. Lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường để ngăn ngừa khả năng đám cháy bùng phát trở lại. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện nhiều vị tu sĩ thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, chê bai nghề nghiệp của người dân và đi ngược giáo lý nhà Phật, gây phản cảm, bức xúc trong cộng đồng dân cư. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hình thức kỷ luật đối với những trường hợp trên. Trước những thông tin không mấy tích cực, cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi kiến nghị đến Bộ Nội vụ. Cử tri cho rằng việc xuất hiện nhiều vị tu sĩ thuyết pháp diễn ra thường xuyên kéo dài nhưng chưa có thông tin cơ quan nào làm việc, nhắc nhở hay xử lý. Từ đó gây tâm lý hoang mang trong người dân và có thể xảy ra xung đột giữa các tôn giáo và tín đồ. Cử tri đề nghị cần có giải pháp quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp trên. Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay thời gian qua cũng nhận được ý kiến phản ánh của công dân về việc một số chức sắc, trước việc nhà tu hành tôn giáo có thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, chê bai nghề nghiệp của người dân và đi ngược giáo lý Phật giáo, gây phản cảm và bức xúc trong cộng đồng dân cư. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc. Cụ thể, giao Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm tra, xác minh, làm rõ các trường hợp phát ngôn, thuyết giảng của chức sắc Phật giáo lan truyền trên các trang mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử dân tộc Việt Nam. Theo đó, xử lý nghiêm chức sắc, trước việc nhà tu hành Phật giáo vi phạm một trong các nội dung nêu trên. Trong đó, Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Chùa Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đại đức Thích Nhuận Đức thuộc Tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Với Thượng tọa Thích Chân Quang, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Chùa Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Đồng thời thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong 5 giới không đúng với giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang dư luận, chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố, không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa nhập thất sám hối tại Chùa Phật Quang. Ông Thích Chân Quang thời gian gần đây cũng gây nhiều tranh cãi khi không có bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 nhưng lại là tiến sĩ luật học. Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Thích Chân Quang hay ông Vương Tấn Việt. Sau khi phối hợp kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ gồm danh sách thí sinh tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông và danh sách ghi tên ghi điểm của tất cả thí sinh dự thi khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989, ông không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi. Tương tự như ông Thích Chân Quang cũng liên quan đến hành vi lan truyền trên các trang mạng xã hội thông tin không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử dân tộc Việt Nam. Đại đức Thích Nhuận Đức đã bị cấm không được thuyết giảng không thời hạn dưới mọi hình thức vì có lời khiếm nhã về người Khmer. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng cho biết đã phối hợp với một số bộ ngành có liên quan thành lập 3 đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ cho hay trong thời gian tới sẽ làm việc với lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tăng cường quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng thời nhanh chóng có các biện pháp chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn nhằm đảm bảo đúng quy định hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo và pháp luật của nhà nước. Chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ thường xuyên nắm bắt thông tin, kiến nghị phản ánh của công dân về hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, trong đó có những sai phạm trong phát ngôn, thuyết giảng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành để kịp thời xác minh xử lý. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật, không để lợi dụng Internet, mạng xã hội đưa tin, lôi kéo, kích động tín đồ tôn giáo, gây phức tạp về an ninh trật tự. Đại đức Thích Nhuận Đức thuộc Tổ đình Hộ Pháp ở Bà Rịa Vũng Tàu bị cấm thuyết giảng không thời hạn dưới mọi hình thức vì đã thuyết giảng không ái ngữ, có lời khiếm nhã với đồng bào Khmer trong năm 2023. Trước đó, Đại đức đã từng bị cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong một năm vì có những bài giảng gây tranh cãi. Đại đức Thích Nhuận Đức tên thật là Nguyễn Xuân Khánh, 45 tuổi, quê ở An Giang. Ông xuất gia năm 2000, từng tu học tại chùa Giác Nguyên Đắk Lắc. Ông thường giảng dạy Phật Pháp tại chùa Lâm Tỳ Ni Đắk Lắc, Tổ đình Hộ Pháp, Bà Rịa Vũng Tàu và nhiều nơi khác trên cả nước. Hàng nghìn bài pháp thoại của ông được đăng trên Internet. Tuy nhiên, trong những bài giảng của mình, ông đã có lời nói khiếm nhã với đồng bào Khmer. Sau buổi họp kỷ luật tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại đức Thích Nhuận Đức đã nhận thức về sai phạm của mình, gỡ những bài giảng nhạy cảm khỏi mạng xã hội, không thuyết giảng để thực hiện sám hối. Ông cũng có thư sám hối và xin lỗi gửi tới Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Chư Tôn Đức lãnh đạo Phật giáo Nam Tông Khmer, Ban Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đồng bào Khmer với nội dung: Trong năm 2023, trong buổi nói chuyện vui với Phật tử và vô tình con có lời nói xúc phạm đến người dân tộc Khmer. Nay con thành thật xin sám hối quý ngài, kính mong quý ngài từ bi hỷ xả bỏ qua cho con những chuyện cũ và xin lỗi tất cả đồng bào dân tộc Khmer. Và bắt đầu kể từ giờ, con không tái phạm nữa. Những bài giảng mang tính nhạy cảm con đều đã gỡ xuống hết từ lâu trong trang cá nhân của chùa sau ngày 4 tháng 6 năm 2024 mà Trung ương Giáo hội đã kỷ luật con. Đồng thời con xin sám hối những bài giảng mang tính nhạy cảm mà đã xảy ra trước ngày 4 tháng 6 năm 2024. Vì này cũng đồng thời bày tỏ mong được Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội, lãnh đạo Phật giáo Nam Tông Khmer và đồng bào Khmer mở rộng lòng thương cho ông, được ghi đôi dòng xin sám hối và xin lỗi đến tất cả người đồng bào dân tộc Khmer. Liên quan đến vấn đề này, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, ngày 26 tháng 6 năm 2024, Hòa thượng có nhận được phản ánh của Thượng tọa Quách Thành Sa Tha, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà, đặc trách hệ phái Nam Tông Khmer qua tin nhắn điện thoại cho biết, dư luận phản ứng trước những lời khiếm nhã được cho là xúc phạm dân tộc Khmer của Đại đức Thích Nhuận Đức. Hòa thượng đã cho xác minh, được biết nội dung đó trong một video cũ vào năm 2023. Đại đức Thích Nhuận Đức đã có những lời lẽ, thái độ khiếm nhã, bỡn cợt trong việc kể chuyện, gọi tên bà con Khmer đến chùa Hộ Pháp. Do vậy, ở thời điểm đó, Hòa thượng đã yêu cầu Chư Tôn Đức Ban Thường trực, Ban Trị sự tỉnh xem xét, trực tiếp trao đổi với Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp về vấn đề này. Thông tin từ Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp cũng cho biết, Đại đức Thích Nhuận Đức đã nhận thức được lỗi lầm trên và một lần nữa có thư sám hối và xin lỗi, trong khi đang chịu kỷ luật của giáo hội vì các phát ngôn, nội dung thuyết giảng của Đại đức Thích Nhuận Đức sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo, đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và giáo hội. Đây là sự việc cũ xảy ra vào năm 2023, trước khi giáo hội ban hành biện pháp kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức, cấm thuyết giảng 1 năm dưới mọi hình thức từ ngày 4 tháng 6 năm 2024. Ban Quản trị cũng đã trực tiếp yêu cầu Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh, đồng thời là Phó trưởng Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp, nơi Đại đức Thích Nhuận Đức là tăng chúng đang lưu trú sám hối, có biện pháp phối hợp xử lý vụ việc cũ đáng tiếc này. Ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 14 tỷ đồng trong suốt 7 năm, gồm 13 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 1 tỷ đồng từ một người khác. Theo kết luận của Bộ Công an, vụ án liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh và công ty AIC. Tại kết luận điều tra vụ án đưa nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bắc Ninh, cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ, nhóm Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch và nhóm Công ty Công nghệ Truyền thông Sông Hồng trúng 6 gói thầu sai quy định. Hành vi sai phạm của các bị can bắt đầu khi tỉnh Bắc Ninh xây 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện nhưng chưa có vốn để lắp đặt thiết bị. Năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, Chủ tịch Công ty Sông Hồng, mất năm 2021, đã gặp ông Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế tỉnh, Ban Quản lý. Ông Phong khẳng định bản thân có nhiều mối quan hệ thân thiết nên sẽ xin được vốn bổ sung từ chính phủ cho 6 bệnh viện huyện. Nhưng đổi lại, lãnh đạo tỉnh phải cho phía công ty của ông Phong tham gia, trúng thầu cả 6 dự án. Để xin được nguồn vốn từ Trung ương, ông Phong sẽ phải đi chi phí ngoại giao tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng, tương ứng 8% tổng giá trị thực tế thanh toán trước thuế của các gói thầu theo các dự án đã được phê duyệt. Số tiền trên gồm chi phí ngoại giao cho các lãnh đạo tỉnh khoảng 4 tỷ đồng, chi phần trăm ngoài hợp đồng cho Tuynh và các lãnh đạo liên quan khoảng 6 tỷ đồng. Công việc cụ thể do bị can Lá Tuấn Hưng, Phó Giám đốc Công ty Sông Hồng thực hiện. Một thời gian không lâu sau, Lã Tuấn Hưng cùng Trần Văn Tuynh và Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hạnh Trung, sau là tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gặp nhau. Cả ba sau đó lên phòng của bị can Nguyễn Nhân Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó là Bí thư tỉnh ủy, để báo cáo xin chỉ đạo về việc công ty Sông Hồng sẽ đứng ra quan hệ với lãnh đạo các bộ ngành trung ương, xin cấp nguồn vốn, kinh phí bổ sung, nhưng phải cho doanh nghiệp này trúng thầu. Bị can Chiến đồng ý và chỉ đạo sang báo cáo lại Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau là Chủ tịch tỉnh, vì thời điểm này bị can Quỳnh được giao phụ trách lĩnh vực y tế giáo dục. Tại phòng làm việc của bị can Quỳnh, nhóm Tuynh và Trung tiếp tục báo cáo nội dung trên. Vị Phó Chủ tịch tỉnh lúc đó đồng ý chỉ đạo về làm các thủ tục để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để Quỳnh hoặc Chiến ký. Thực tế, bị can Quỳnh sau đó ký văn bản gửi Trung ương xin vốn bổ sung cho 6 bệnh viện huyện tại Bắc Ninh. Còn từ phía công ty AIC, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn quê Bắc Ninh cũng gọi điện cho Tuynh đặt vấn đề, tác động lên cán bộ, ban ngành trung ương để xin phê duyệt nguồn vốn bổ sung cho các dự án về y tế tại Bắc Ninh. Đổi lại, công ty AIC phải được tham gia và trúng thầu 6 gói dự án bệnh viện huyện. Tuynh biết bị can Nhàn có quan hệ với các lãnh đạo tỉnh và trung ương, nên đề nghị người phụ nữ xin ý kiến lãnh đạo tỉnh, đồng thời báo việc có cạnh tranh cho phía công ty Sông Hồng. Phía công ty Sông Hồng đưa ra phương án, để tránh va chạm thì sẽ thực hiện 3 gói và chia lại cho công ty AIC thực hiện 3 gói. Bị can Tuynh báo lại việc này cho Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hạnh Trung và được đồng ý. Vào tháng 1 năm 2014, Chính phủ quyết định bổ sung vốn về Bắc Ninh với 850 tỷ đồng cho 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Bị can Tuynh lên gặp Nguyễn Tiến Nhường, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo việc các bị can Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh đã đồng ý để công ty AIC và công ty Sông Hồng, mỗi bên trúng 3 gói thầu. Tuynh cũng đề nghị bị can Nhường sớm phê duyệt các thủ tục triển khai đầu tư mua sắm. Sau khi hoàn thiện các thủ tục hành chính, nhóm Tuynh và Trung bàn bạc thống nhất ưu tiên cho nhóm công ty Sông Hồng thực hiện trước 3 gói thầu tại 3 bệnh viện huyện, Tiên Du, Quế Võ và Yên Phong. Tháng 2 năm 2024, tỉnh tiếp tục tổ chức đấu thầu và nhóm công ty AIC trúng thầu, thực hiện tiếp 3 gói thầu còn lại tại các bệnh viện huyện, Lương Tài, Thuận Thành và Gia Bình. Lý do để nhóm công ty Sông Hồng trúng thầu trước vì họ biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ rất thân thiết với các lãnh đạo tỉnh và trung ương, nên để công ty AIC thực hiện trước thì các thiết bị tại các bệnh viện sẽ bị phụ thuộc, chịu sự áp đặt về giá, thông số kỹ thuật, chất lượng hàng hóa của công ty AIC, có thể thay đổi thiết bị ảnh hưởng đến danh mục cần đầu tư mua sắm theo nhu cầu của các bệnh viện đã được Sở Y tế phê duyệt. Khi được báo cáo việc trên, bị can Nguyễn Tử Quỳnh đồng ý phân chia cho nhóm công ty Sông Hồng và công ty AIC, mỗi bên thực hiện 3 gói thầu. Bị can Quỳnh còn nói, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là ưu tiên những đơn vị đã hỗ trợ xin cấp vốn cho tỉnh, sẽ được tạo điều kiện cho trúng thầu tham gia thực hiện các gói thầu đã xin được cấp vốn. Mọi việc theo đúng kế hoạch chia chác nói trên. Nhóm Sông Hồng trúng thầu tại 3 bệnh viện huyện với tổng trị giá 126,292 tỷ đồng và nhóm AIC trúng tại 3 bệnh viện còn lại, tổng trị giá 126,167 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, quá trình đấu thầu tại Bắc Ninh đã xảy ra những vi phạm pháp luật, gây thiệt hại 48 tỷ đồng. Công ty Sông Hồng và công ty AIC sau đó còn hối lộ cho 4 nhân vật quan trọng là Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Trần Văn Tuynh và Nguyễn Hạnh Trung. Bị can Nguyễn Tiến Nhường cũng được tặng quà 750 triệu đồng, nhưng được xác định không phạm tội nhận hối lộ. Hành vi của bị can Nhường là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố tội đưa hối lộ nhưng vẫn đang bỏ trốn và đang bị truy nã. Trước đó, Chủ tịch AIC bị xét xử vắng mặt và bị tuyên phạt mức án tổng hợp 30 năm tù trong các vụ vi phạm đấu thầu tại Đồng Nai, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Tử Quỳnh bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi, tạo điều kiện cho các công ty AIC và Sông Hồng trúng thầu không đúng quy định. Dù trước đó, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh từng từ chối nhận hối lộ một lần vì lý do ngại em trai Bí thư tỉnh ủy. Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa kết luận đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án vi phạm đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh và công ty AIC. Với ông Nguyễn Tử Quỳnh, điều tra xác định vị này vốn là Phó Chủ tịch phụ trách mảng văn xã, sau đó lên giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vị này đáng ra phải chỉ đạo cơ quan chức năng làm đúng quy định, nhưng vì động cơ vụ lợi lại tạo điều kiện cho 2 doanh nghiệp nói trên vi phạm đấu thầu. Ông Quỳnh sau đó nhiều lần được tặng quà. Sau khi công ty Sông Hồng trúng thầu, doanh nghiệp này đưa 6 tỷ đồng cho Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh. Năm 2013, bị can Tuynh có đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Tuynh là em trai ruột của bí thư tỉnh ủy, ông Trần Văn Túy, nên ông Quỳnh ngại và từ chối không nhận. Tuy vậy, từ năm 2015 đến năm 2017 và các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm, bị can Tuynh đều đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc để cảm ơn và biếu quà, thường là túi quà đựng chai rượu, hộp chè kèm theo phong bì đựng tiền, mỗi lần đưa là 200 triệu đồng, tổng cộng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, sau khi công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái trúng các gói thầu của các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2013 đến năm 2019 vào các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều đến tại phòng làm việc của ông Quỳnh tại Ủy ban Nhân dân tỉnh để gặp cảm ơn và biếu số tiền từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng, tổng số 9,1 tỷ đồng. Lần thứ nhất vào cuối năm 2013, bà Nhàn đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc, biếu túi quà trong đó có 300 triệu đồng. Lần hai vào Tết Nguyên đán năm 2014, tặng túi quà trong có 300 triệu đồng. Lần thứ ba vào Tết 2015, tặng 1 tỷ đồng. Hoặc vào sinh nhật ông Quỳnh năm 2018, vị này cũng được bà Nhàn tặng quà 1 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Tử Quỳnh nhận thức việc Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Văn Tuynh đưa cho ông Quỳnh tổng số tiền 10,1 tỷ đồng là số tiền hưởng lợi bất hợp pháp. Trong đó, việc ông Quỳnh nhận 1 tỷ đồng do Nhàn đưa và nhận 1 tỷ đồng do Tuynh đưa cảm ơn sau khi Quỳnh ký các thủ tục đề nghị xin vốn chính phủ cho 6 dự án tại bệnh viện tuyến huyện, đồng ý phân chia tạo điều kiện cho nhóm công ty AIC và công ty Sông Hồng trúng thầu là sai quy định. Ông Quỳnh hiện bị truy tố theo khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy vậy, ông Quỳnh được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ, gồm tự nguyện khắc phục 10,1 tỷ đồng hưởng lợi bất chính, có thành tích trong công tác, nên phía điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình. Thời gian qua liên tục xảy ra những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm khiến dư luận xôn xao. Chỉ vì xích mích không thể hòa giải, một đối tượng ở Hà Giang đã nhẫn tâm dùng súng bắn vợ trọng thương rồi bỏ trốn lên rừng. Chiều ngày 16 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi do mâu thuẫn nên chồng bắn vợ trọng thương. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 8, Bàn Văn Tê, sinh năm 1969, ở xã Minh Sơn, và vợ là chị Bàn Thị R, sinh năm 1975, xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Bàn Thị Tê dùng súng tự chế bắn chị R khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau đó, chị R được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Sau khi gây án, Tê bỏ trốn lên rừng. Nhận được tin báo, Công an xã Minh Sơn, Công an huyện Bắc Mê và Công an tỉnh Hà Giang có mặt tại hiện trường, tổ chức và vây bắt nghi phạm gây án và điều tra nguyên nhân vụ việc. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Liên quan vụ sát hại người phụ nữ trong quán cà phê ở Hóc Môn, ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài mức án trên, Tâm có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 359 triệu đồng. Theo hội đồng xét xử, hành vi của Tâm là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, một lúc phạm nhiều tội. Xét thấy bị cáo không còn có khả năng cải tạo, giáo dục, nên tòa quyết định tuyên phạt mức án cao nhất. Theo hồ sơ vụ án, Tâm là con út trong gia đình có 2 anh em tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Học hết lớp 1 bị cáo nghỉ học, khi lớn lên, Tâm không có công việc ổn định nên thường xuyên nợ nần. Để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Tâm nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Ngày 6 tháng 1, bị cáo chuẩn bị một cái dựa rồi đón xe ôm công nghệ đến khu vực xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn tìm con mồi. Bị cáo thấy chị NTHC, sinh năm 1993, quê Tiền Giang, đang ngồi trước quán cà phê. Trong nhà có xe máy nên Tâm đi tới trò chuyện để thăm dò tình hình. Qua trò chuyện, Tâm biết đây là quán nước có dịch vụ vui vẻ và chốt giá 300.000 đồng. Vào trong nhà, thanh niên này liền lấy dựa tấn công chị T cho tới khi nạn nhân không còn phản ứng nữa thì dừng lại. Tiếp đó, Tâm lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường. Trên đường đi, Tâm vứt bỏ một số giấy tờ của chị T, chỉ giữ lại thẻ ngân hàng và giấy đăng ký xe. Người dân phát hiện sự việc đưa chị T đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, nhà chức trách nhanh chóng vào cuộc, huy động 7 máy xúc flycam cùng 1.000 chiến sĩ từ nhiều đơn vị bao vây các khu vực khả nghi để truy bắt hung thủ. Sau 72 giờ gây án, Tâm sa lưới khi đang lẩn trốn tại cánh đồng ở huyện Bến Lức, Long An. Mới đây, một nhà xưởng ở Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến nữ sinh viên năm nhất đại học mắc kẹt và tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ hỏa hoạn. Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, xưởng kinh doanh chiếu, chăn ga gối đệm nằm ở thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa phát hỏa. Khu vực xưởng xảy ra cháy rộng khoảng 400 m2, phía trong là căn nhà 2 tầng của gia chủ. Phát hiện lửa kèm mùi khét bốc lên, nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini đến ứng cứu nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, khu nhà xưởng với nhiều hàng hóa bị ngọn lửa bao trùm, cột khói bốc cao. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy điều động 2 phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lãnh đạo địa phương cho biết, một nữ sinh viên tên NTLA, 19 tuổi, mắc kẹt trong đám cháy. Được biết, LA đang học năm thứ nhất đại học, vừa về nhà chơi ít hôm thì gặp nạn. Nạn nhân đã được lực lượng chức năng cùng người dân giải cứu ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó không qua khỏi. Đến gần 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, song mái nhà xưởng đã đổ sập và nhiều tài sản bị hư hại. Gần đây, tình hình tội phạm cướp giật trên cả nước có xu hướng gia tăng về số lượng và cả tính chất phạm tội. Mới nhất tại Cà Mau, Công an huyện Phú Tân cho biết vừa tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp, cướp tài sản của người dân trên sông. Ngày 16 tháng 8, Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp và cướp tài sản. 6 đối tượng bị tạm giữ gồm Đỗ Văn An, 41 tuổi, Phạm Nhật Duy, 24 tuổi, Trương Hùng Linh, 24 tuổi, Đặng Văn Phụng, 26 tuổi, Phan Văn Phận, 32 tuổi, cùng ngụ tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau và Trần Hoàng Anh, 47 tuổi, ngụ tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Cơ quan công an cũng tạm giữ 3 người gồm Phan Trường Long, 31 tuổi, ngụ tại xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Văn Tuấn, 32 tuổi, ngụ tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân và Trần Văn Đón, 38 tuổi, ngụ tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra ban đầu, nhóm người trên chọn địa bàn hoạt động là các tuyến sông trên địa bàn các huyện như Đầm Rơi, Cái Nước, Phú Tân, Nam Căn và Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau. Để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, nhóm người này đã sử dụng vỏ lãi, một loại xuồng composite gắn động cơ, phương tiện đi lại phổ biến trên sông ở miền Tây, có công suất lớn, di chuyển trên các tuyến sông. Khi phát hiện tài sản của người dân để sơ hở không người trông coi hoặc vỏ lãi, máy không khóa cẩn thận thì chúng trộm cắp. Táo tận hơn, nhóm này còn khống chế các ngư dân đánh bắt thủy sản vào ban đêm trên các tuyến sông để cướp máy nổ, điện thoại, ngư cụ. Qua điều tra, cơ quan công an đã chứng minh, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 12 tháng 8 năm 2024, 6 người trên thực hiện một vụ cướp tài sản và 5 vụ trộm, ước tính số tài sản hơn 400 triệu đồng. Khám xét nơi ở của 9 bị can, cơ quan công an thu giữ một súng tự chế có thước ngắm, 451 viên đạn trì, một dụng cụ cắt kim loại bằng thủy lực, 14 đầu máy xe các loại, 6 vỏ lãi composite cùng nhiều tăng vật khác. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi những người đánh bắt thủy sản ban đêm trên các tuyến sông thuộc địa bàn các tỉnh bị cướp nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau, số 47 Bùi Thị Trường, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hoặc công an gần nhất tố giác tội phạm. Facebooker Trần Minh Lợi vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc tuyên phạt 5 năm tù về hành vi xúc phạm nhiều cá nhân tổ chức. Được biết trước đó, ông Trần Minh Lợi từng bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Minh Lợi, 56 tuổi, trú tại huyện Cư Cu In về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bị hại trong vụ án này gồm ông Lê Lợi, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cư Cu In, ông Bùi Đức Sĩ, nguyên giám đốc công ty đòi nợ dân luật, ông Nguyễn Văn Loan, nguyên cán bộ công an huyện Cư Cu In, ông Nguyễn Ngọc Lân, trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Buôn Ma Thuột. Theo cáo trạng, trước ngày 30 tháng 11 năm 2023, ông Trần Minh Lợi là phó giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn Trần Minh Lợi TV. Mặc dù công ty không có chức năng hoạt động tư vấn pháp luật, nhưng ông Lợi vẫn tự mình đứng ra ký các hợp đồng nhận làm người đại diện theo ủy quyền cho các đương sự để tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự. Trong quá trình tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự, ông Lợi thường sử dụng tài khoản Facebook mang tên Trần Minh Lợi để đăng tải livestream, chia sẻ nhiều bài viết, nhiều đoạn video có nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan đến các vụ án, vụ việc mà ông Lợi được ủy quyền. Cụ thể, do không đồng ý với các quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của ông Lợi, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cư Cu In trong việc giải quyết 4 vụ án dân sự mà ông Lê Minh Lợi được các đương sự ủy quyền đại diện theo pháp luật, nên ông Lợi đã sử dụng trang mạng xã hội Facebook đăng tải 7 bài viết và 4 video clip xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông Lê Lợi. Ông Trần Minh Lợi cũng đăng tải 2 bài viết liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Lân, 2 bài viết liên quan đến ông Bùi Đức Sĩ và 1 bài viết liên quan đến ông Nguyễn Văn Loan. Các bài viết này đưa thông tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng, đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân. Ngoài ra, ông Trần Minh Lợi còn đăng tải 1 bài viết liên quan đến Ủy ban Nhân dân xã Ea Hu, huyện Cư Cu In, 1 bài viết liên quan đến Văn phòng Công chứng Cư Cu In, 23 bài viết liên quan đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư Cu In và nhiều cán bộ thuộc các ban ngành của huyện Cư Cu In. Theo cơ quan chức năng, những bài viết của ông Trần Minh Lợi đã tác động tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo ảnh hưởng định hướng người xem, người đọc và dư luận công chúng có nhận thức xấu, không đúng và lệch lạc đối với chính quyền các cấp, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước tại địa bàn huyện Cư Cu In và tỉnh Đắk Lắk. Sau khi đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi 5 năm tù. Với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc và giàu ý nghĩa nhân văn, ngày 16 tháng 8 tại di tích lịch sử Đình Chu, bản Triềng Hạ, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Xíp Xí của người Thái Trắng, huyện Quỳnh Nhai và huyện Phú Yên. Theo phong tục của người Thái Trắng, Tết Xíp Xí nghĩa là 14, được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 âm lịch hàng năm. Nghi lễ này được bắt nguồn từ chu kỳ sản xuất nông nghiệp lúa nước. Sau khi cày bừa, cấy mạ xong, người nông dân làm lễ gác cày bừa, cúng vía cho trâu, thả trâu trở lại rừng, dâng lễ lên thần linh, tổ tiên, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Ở huyện Phú Yên, nghi lễ Tết Xíp Xí còn gắn với trẻ con nên còn được gọi là Tết của trẻ con. Vào ngày này, nếu trẻ con vẫn đi chăn trâu thì phải gói xôi, gói thịt, gói bánh ít mang đi để ăn và được bố mẹ mua cho quần áo mới. Người Thái Trắng tổ chức nghi lễ Tết Xíp Xí nhằm tạ công ơn con trâu đã giúp người nông dân cày bừa, một công việc nặng nhọc vất vả, ghi nhớ công ơn những đứa trẻ trực tiếp chăn dắt, chăm sóc trâu, dâng lễ cúng tổ tiên, thần linh để nhờ thần linh, tổ tiên giúp đỡ, trông nom ruộng, nương, cầu cho mùa màng tươi tốt. Người Thái Trắng tại huyện Quỳnh Nhai thì cho rằng tổ chức Tết Xíp Xí là để sơ kết 6 tháng đầu năm, đây là thời điểm các gia đình đã vừa cấy lúa xong. Sau một thời gian sưu tầm tài liệu, xây dựng hồ sơ, trình xin ý kiến các sở, ngành của tỉnh Sơn La, chỉnh sửa hoàn thiện và trình đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 9 tháng 8 năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định số 2313 QĐ BVHTTGL công bố nghi lễ Tết Xíp Xí của người Thái Trắng ở Sơn La vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn đối với cộng đồng người Thái Trắng tại hai huyện Phú Yên và Quỳnh Nhai, là động lực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai huyện cùng nhau quảng bá, giới thiệu nghi lễ Tết Xíp Xí tới du khách thập phương. Qua đó, góp phần thúc đẩy trách nhiệm trao truyền di sản giữa các thế hệ và thực hành di sản trong đời sống đương đại. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị trong thời gian tới, huyện Phú Yên cần tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp Tết Xíp Xí, gắn di sản văn hóa phi vật thể với phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị huyện Phú Yên tiếp tục gắn phát triển du lịch với văn hóa, con người và lịch sử, góp phần đưa di sản thành tài sản, biến tiềm lực thành nguồn lực phát triển của địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tỉnh Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đông nhất là người Thái, chiếm 53,72% dân số toàn tỉnh, đóng một vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, đã và đang giữ vị trí quan trọng trong khối đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Sơn La có 2 ngành Thái, đó là Thái đen và Thái trắng. Trong đó, người Thái đen chiếm đa số. Người Thái cư trú hầu khắp 12 huyện, thành phố của tỉnh, có huyện người Thái chiếm đến 70% dân số. Người Thái đen tập trung chủ yếu ở thành phố Sơn La và các huyện Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu. Người Thái trắng cư trú dọc theo triển sông Đà, ở các vùng thấp, chủ yếu ở các huyện Phú Yên, Bắc Yên, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và Mường La. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên đã tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc trên địa bàn huyện. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.